Chào các bạn. Hôm nay buổi sáng, trời tươi mát. Trên con đường đi, Tổ đã mách phải tìm ra được một loại ngải. Mời các bạn theo dõi trên con đường, tìm loại ngải mà Tổ mách mình chưa biết loại đó loại nào. Bắt đầu vào khu rừng này. Trước khi vô, cảnh đẹp buổi sáng, trời trong xanh, cây cỏ yên tĩnh. Đây là bờ hồ các bạn, ở trên bầu trời xanh rất đẹp. Bây giờ mình sẽ tìm kiếm Tổ mách mình tìm ở đâu. Mời các bạn theo dõi. Bây giờ mình sẽ vô khúc rừng này, mình sẽ tìm ra. Đây nè, đây là bụi ngải mà Tổ mong muốn mình tìm cho được. Nếu tìm không được, cây này sẽ bị các loài vật khác ăn. Vì vậy hôm nay tôi ghé chỗ này, tìm chỗ này, tôi sẽ đem về bụi này. Tổ căn dặn nếu mà không đem về kịp, nó sẽ bị các loài sâu khác sẽ ăn. Vì hôm nay quá gấp nên không có đem dụng cụ theo. Vì vậy tôi phải quản lại một vài ngày, tôi sẽ đáo lợi, xui sẽ lấy đồ nghề bứng nó về để khỏi bị những loài sâu ăn những lá non. Những cây rất non, nó lên rất non các bạn. Giờ bắt đầu tôi sẽ trở về và đáo lợi. Bắt đầu tôi sẽ trở lại. Vì lý do kỹ thuật nên tôi không quay được khúc đầu. Và bây giờ tôi sẽ mời các bạn xem. Đó, những dụng cụ đồ nghề thô sơ. Bắt đầu xui sẽ đào nó. Đây là Tổ đã mách đúng sự thật. Trong thời gian tôi quên trở lại sớm, vì vậy cây này đã bị sâu ăn. Bắt đầu tôi sẽ bứng nó lên. Các bạn thấy chưa? Mấy cái lá nó bị ăn từng có lỗ. Đúng là sự thật. Quên, nay trở lại mới gặp đúng như Tổ đã mách. Nếu không bứng về sớm, nó sẽ bị các loài vật sâu bọ nó ăn. Bây giờ tôi sẽ đào cái bụi ngải lên. Bắt đầu mình sẽ bứng nó lên. Đó, đây là cây ngải. Cái gốc đó các bạn. Đó, tôi sẽ mang cái bụi ngải này về nhà săn sóc cho kỹ lưỡng.
bắt đầu tôi sẽ bỏ vô cái chậu. Rồi sau đó tôi sẽ đổ đất vào. Các bạn thấy lá không? Nó bị ăn te tua hết. Giờ tôi phải bỏ phân và nuôi dưỡng đó cho vài tuần lễ cho nó tốt đẹp nhiều. Cây này đã tổ, đã mách, phải tìm cho được. Nhưng đúng sự thật, tổ đã nói nếu không tìm được, nó sẽ bị các đồ vật ăn những lá non. Thật là linh ứng. Giờ tôi sẽ bỏ đất cho đều hết đó các bạn. Đó, bắt đầu phả lên cho đều hết, săn sóc cho kỹ lưỡng. Và kết quả thế nào? Đó, giờ bắt đầu bỏ tiêm đất nữa. Cây này trồng rất đơn giản á. Bắt đầu mình sẽ tưới nước lên cho. Cây này mình tưới nước như vậy là mình rửa sạch sẽ các loại lá này, nó bị bẩn quá, bị dơ đó. Cây này chỉ tưới một tuần lễ, thứ ba bữa mình tưới một lần đó. Mình săn sóc như vậy không tưới được nhiều, tại loại này là loại cũ, như củ gừng. Củ gừng nếu mình trồng mình tưới nhiều quá nó bị úng. Cây này cũng vậy thôi. Đây là một loại ngải hổ. Cây này phải cố gắng săn sóc cây này cho lên, cho cái thân khỏe mạnh lên, cho có bông cho các bạn xem. Tôi sẽ làm video này, khi nào tổ bông tôi sẽ cho các bạn xem nó tổ bông đang ra bông. Mình tưới nước cho nó thông suốt. Sau gần 2 tuần lễ, tôi cắt những cành lá sâu tôi bỏ hết. Bây giờ các bạn thấy chưa, dưới gốc rất tốt, rất khỏe, cây rất khỏe mạnh và những lá rất tươi, ở giữa có sọc màu nâu. Cây rất đẹp. Bây giờ nó đang chồi lên cái bông đó các bạn. Đó, đây là cái bông. Đây là sự mong muốn. Tôi đã hoàn tất, đã có bông đó. Vì vậy tôi làm video này cho các bạn xem đó, sự linh nghiệm nhiệm màu tổ ra mắt đó. Đây là cái bông đó các bạn đó. Đây là loại ngải hổ mình cầu tài, cầu tình. Cây này là muốn luyện thế nào cũng được hết, mỗi vị thầy luyện khác nhau. Các bạn sẽ thấy nó sẽ nở thêm một vài cành nữa. Quay cho các bạn xem, đây là hai búp. Đó, rất đẹp đó các bạn. Đây là báo mộng rất linh. Nay mình sẽ có một chậu ngải rất linh ứng. Lúc đầu bạn thấy chưa, nó bị
sau bỏ ăn, te tua hết. Trong thời gian 3-4 tuần tôi săn sóc, nó sẽ ra bông thật là đẹp. À. Xanh tươi. Cái này mà xào ăn ngon lắm đó các bạn. Nhưng mà hái vô mình xào á, ăn bình thường. Cảm ơn các bạn đã xem video này. Nhớ đăng ký vào kênh của tôi để được cái video mới nhất. Bye.